Dòng tam sợi thứ nhất, mừng vì chị gái lấy được người chồng hoàn hảo, sang ở với chị một tuần, tôi choáng váng. Tuần vừa rồi, chị gái tôi sanh con thứ hai. Tôi cắt phép một tuần để đến chăm sóc cho chị ấy. Người ta thường hay nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Với trường hợp của chị gái tôi, quả đúng là như vậy. Chi tiết của dòng tâm sự này ra sao? Kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Chị tôi không những xinh đẹp mà còn hèn thục. Có rất nhiều người đàn ông theo đuổi chị ấy. Người chị chọn làm chồng là anh Tuấn, người nhà thành phố, gia thế khá giả và có công việc rất tốt. Khi chưa cưới chị tôi, anh ấy đã có nhà và có xe. Từ ngày chị gái tôi lấy chồng giàu, bố mẹ tôi hãnh diện lắm. Đi đâu cũng kể những điều tốt đẹp về phía chàng rể và thông gia. Chị tôi được sống trong cảnh sung sướng, ăn toàn những món ngon. Đi làm thì tiền chỉ để lo cho bản thân. Mỗi tháng chồng đưa cho cả 100 triệu để chi tiêu. Bố mẹ tôi cũng khoe, mỗi tháng chị gái biếu cho 10 triệu đồng. Và mỗi lần hắt hơi sổ mũi thì ra phố, có con rể và con gái chăm lo rất chu đáo. Bố mẹ tôi luôn cho rằng, gia đình tôi có phúc lắm thì chị gái tôi mới lấy được người chồng tốt như vậy. Tuy ngoại hình không được đẹp như chị gái, nhưng tôi luôn ao ước lấy được người chồng có những điểm tốt giống như anh Tuấn. Thế nên mấy năm nay tôi chưa đồng ý yêu ai. Tôi vẫn đang tìm kiếm một người bạn trai hoàn hảo. Tuần vừa rồi, chị gái tôi sanh con thứ hai. Tôi cắt phép một tuần để đến chăm sóc cho chị ấy. Người ta thường hay nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Và trường hợp của chị gái tôi quả đúng như vậy. Cháu tôi mới sinh, rất khó tính, ngủ ít, khóc nhiều. Đêm nào cháu cũng khóc vào khoảng nửa đêm. Tôi và chị gái vội vàng dậy để dỗ dành, cũng như pha sữa cho cháu uống. Những lúc đó, anh rể không đỡ đần mà cứ nằm trên giường rồi cào nhau. Có đứa trẻ con mà hai người lo cũng không nổi. Khóc như thế này thì làm sao mà ngủ được. Đi làm cả ngày đã mệt rồi. Về đến nhà vừa chợp mắt đã bị đánh thức. Vợ với trẻ con, một lũ ăn hại vô tích sự. Thấy chị gái im lặng, tôi tức quá nên đã bật lại. Nuôi trẻ nhỏ nó khổ như vậy đấy. Em với chị cả đêm ngủ không ngon giấc, có dám trách ai đâu. Đêm nào cũng thay nhau bế cháu để cho anh được yên giấc. Thế mà anh lại không biết ơn, còn trách cứ. Làm như thế đây không phải là con của anh. Vì không muốn cãi lại với em vợ, nên ngày hôm sau anh rể quyết định thuê người về làm phòng cách âm và mang gói sang phòng đó ngủ. Kể từ đó, chị em tôi đỡ phải nghe những từ càm ràm của anh rể mỗi đêm. Anh Tuấn rất khó khăn trong việc ăn uống. Mỗi khi tôi nấu món nào đó không vừa khẩu vị là anh chê thẳng mặt. Nào là nhạt nhẽo, mặn chát hay nhão như cháo, ăn sao nổi. Khi biết tôi có ý định bật lại, chị gái đoán được đã đá vào chân, ra hiệu bảo tôi im lặng. Kẻo làm anh ấy lên cơn thì bữa ăn sẽ mất ngon. Tối ngày hôm kia, bà nội qua thăm cháu. Bà trách chị tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân, không chịu cho cháu bú sữa mẹ, cứ lo giữ dáng chuẩn. Bà còn nói, con nhà người ta được bú sữa mẹ đủ đầy trong 2 năm, còn cháu của bà không biết mùi vị sữa mẹ là gì. Bà ép chị tôi phải cho con bú để kéo sữa ra, nhưng chị tôi không chịu. Chị bảo sữa ít, con bú không đủ no nên bé khóc suốt ngày. Thế nên chị tôi quyết định cho bé bú sữa công thức để cho quen dần. Trong lúc mẹ chồng và nàng dâu đang tranh luận thì anh Tuấn về đến. Không còn biết chị tôi đúng hay sai, anh nổi cáo ngay với vợ và bảo vợ phải im miệng. Anh nói gia đình không còn tôn tri trật tự gì nữa, con dâu mà dám cãi tay đôi với mẹ chồng. Được con trai đứng ra bảo vệ, bà mẹ chồng nhân tiện tố luôn những việc làm không ưng mắt. Bà bảo đồng tiền vất vả lắm mới kiếm được, mua cái gì cũng phải cân nhắc là nên hay không. Đừng nghĩ chồng kiếm được nhiều tiền cứ chi tiêu xả phanh, không biết tiết kiệm là gì. Chị tôi bức xúc, bảo là bản thân đã chi tiêu hết sức tiết kiệm,
không có gì là thừa thải cả. Bà mẹ chồng chỉ vào bàn trang điểm của chị tôi. Bà bảo phụ nữ đang nuôi con mà cả một bàn toàn những mỹ phẩm đắt tiền. Suốt ngày ở nhà thì xài những thứ đó làm gì cho tốn kém. Chị tôi nói đó là những thứ thiết yếu của một người phụ nữ và khuyên mẹ chồng đừng can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của con dâu. Chị tôi vừa dứt lời, anh rể đã chạy đến trước mặt và tát một cái trời giáng, làm tôi sợ tái mặt. Tôi vội vàng lao đến đẩy anh rể ra và hỏi chị tôi đã gây ra tội gì mà anh lại đánh như thế. Anh rể chỉ thẳng mặt vợ, bảo rằng vợ hỗn láo, anh không thể chấp nhận việc con dâu cãi lời mẹ chồng như vậy. Ngày hôm qua là hết ngày phép, tôi phải quay trở lại cơ quan, không thể chăm sóc cho hai mẹ con chị gái được nữa. Trước khi đi, tôi khuyên chị gái, nếu như vui vẻ thì tiếp tục sống cùng nhau, còn không thì ly hôn cho nhẹ lòng. Chị gái lắc đầu, bảo rằng vì con, chị sẽ cam chịu tất cả, miễn sao bọn trẻ lớn lên có đầy đủ bố mẹ. Anh rể tôi hoàn hảo là như thế, vậy mà về sống chung, anh lại bộc lộ bản chất thật đáng sợ. Qua chuyện của chị gái, tôi không biết phải lựa chọn bạn trai như thế nào để cuộc đời mình được hạnh phúc trọn vẹn. Dòng tâm sự thứ hai, đêm tân hôn, tôi bật khóc nức nở vì bí mật của người chồng giàu có. Tôi không ngờ người chồng mới cưới lại giấu giếm mình một bí mật lớn đến như vậy. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có khi phải chạy ăn từng bữa, nên trong thâm tâm, tôi luôn khao khát có một cuộc sống giàu sang, sung túc và đầy đủ. Tôi ngưỡng mộ những người đi siêu thị không cần nhìn giá, những cô gái ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng. Thế nên tôi luôn cố gắng học hành với mong muốn sẽ tìm được một công việc tốt với mức lương cao. Trời không phụ lòng người, sau bao nỗ lực, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp đại học loại giỏi và xin vào được một công ty nước ngoài. Ở đây tôi quen biết và bắt đầu chuyện tình với Minh, chàng trai điển trai, gia thế giàu có, năng lực chuyên môn khá tốt. Con đường công danh của anh ấy rất rạng ngời. Minh là người đã chủ động tán tỉnh tôi, và chỉ sau 3 tháng, tôi đã đồng ý làm người yêu của anh. Từ lúc yêu nhau, Minh đã mua sắm cho tôi những món đồ hàng hiệu và mua tặng gia đình tôi những món quà giá trị như là tivi, tủ lạnh. Thậm chí, anh ấy còn chủ động hỏi tôi có muốn xây lại nhà cho bố mẹ hay không. Anh ấy sẽ cho tôi 400 triệu. Nhưng tôi đã từ chối, bởi vì tôi muốn tự tay mình kiếm tiền xây nhà lại cho bố mẹ, chứ không phải đồng tiền đánh đổi từ tình yêu. Quen nhau được 2 năm, chúng tôi tổ chức lễ cưới thật long trọng và ấm áp. Gia đình Minh hỏi cưới tôi bằng nửa ngôi nhà, tức là Minh sẽ sửa đổi sổ đỏ để tôi cùng đứng tên trên sổ đỏ. Thêm vào đó là 3 lượng vàng, rồi trang sức bạch kim. Ai cũng trầm trồ khi tôi có chồng giàu có, lại điển trai và được chiều chuộng. Mọi người đinh ninh tôi sẽ được sống hạnh phúc và sung sướng, đúng như mong ước bao lâu nay của tôi. Thế nhưng, ngay đêm tân hôn, tôi đã chết sững khi biết được bí mật mà chồng giấu giếm. Từ phòng tắm bước ra, tôi cố tình mặc chiếc váy ngủ rất gợi cảm và xịt nước hoa quyến rũ. Cứ tưởng chúng tôi sẽ có một đêm tân hôn thật mặn nồng và đáng nhớ. Vậy mà, chồng tôi ngồi trầm ngâm, hai tay ôm lấy đầu. Anh liên tục xin lỗi tôi. Tôi ngạc nhiên, hỏi tại sao chồng lại xin lỗi mình. Chồng tôi cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào tôi. Lát sau, anh mới ngập ngừng, bảo rằng mình bị yếu sinh lý, dù đã chạy chữa nhưng vẫn không thể thành công. Hồi nhỏ, sau một lần bị tai nạn giao thông, anh đã bị như vậy. Gia đình anh cũng biết chuyện này, vì thương tôi chịu thiệt thôi nên mới hỏi cưới tôi hoành tráng như vậy. Tôi ngỡ ngàng trước những gì chồng mình nói. Tôi vừa thương anh, vừa thương chính bản thân mình. Tôi không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ như thế nào. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn
có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Ta Sa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.